xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Hóc Em Đi Bộ TV. Và mình là Quân. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một bé rắn mà tên nghe quách slack vách trưởng luôn anh em ạ. Mình kết con rắn này tại vì cái tên của nó mình hỏi thấy anh em trên hội rắn bảo rắn nói, thế là mình mới để ý bé rắn này. Tên lại tên là Long Thừa. Long Thừa Albino. Nghe cái tên oách vãi trưởng, mình nghe cái tên đấy cái là mình phải đi săn ngay cho anh em ngắm bé Long Thừa Albino. Hello anh em, xin chào anh em đến với Hóc Em Đi Bộ TV. Mình vừa đi lấy về anh em ạ. Đây là bé Long Thừa Albino anh em ạ. Con này mình tìm hiểu thì là nó là cùng họ với cả rắn nước. Và con này nó khá nhiều tên vãi trưởng luôn. Rắn thì nó là rắn này còn lắm tên. Con này nó cũng phân bố ở Việt Nam anh em ạ. Mình thấy người ta dòng này ấy, thì là nó sẽ gồm những cái tên như là rắn hổ, nó hay được gọi là rắn hổ, thì là nó sẽ gồm là hổ dện, hổ dện hay hổ dện gì ấy. Xong rồi hổ trâu hay là giáo trâu, hay là nó còn có tên là hổ hèo, toàn là hổ ấy. Nhưng mà dòng này thì Việt Nam mình nó hay được gọi là rắn giáo anh em nhé. À, giáo châu, đây là giáo châu Albino, hay là còn có tên là Long Thừa. Nghe tên oách slách vách trưởng, anh em nhìn thấy bé rắn này của mình vừa mới bắt con này về luôn. Con này nó rơi vào tầm size xem nào, size này áng áng chắc là khoảng tầm 50 phân hơn tí. Đây anh em có thể nhìn thấy đây bé Long Thừa Albino của mình, mắt nó lại màu đỏ đỏ cam cam, người nó lại màu vàng vàng vàng, không có các cái vệt sọc ngang. Dòng này là dòng không độc anh em ạ, nhưng mà khi mà tốc độ di chuyển nó mà nó hoảng sợ là khá nhanh. Thức ăn chủ yếu của dòng rắn này thì là nó ăn cóc nhái, cũng có ăn động vật gặm nhấm. Mình lấy về tí nữa mình sẽ test ăn cho nó ăn chuột Binky anh em ạ, chuột mới nở ấy, thì tí mình sẽ test cho anh em để thấy tổng thể của bé rắn của mình. Đấy, em bé Long Thừa Albino. Dòng rắn Long Thừa này của mình ấy, thì là nó có tên khoa học là Phthiac mycosa. Mình không biết tiếng Anh nên là mình cứ đọc thế. Mycosa, trời, nghe tên khoa học béo ngay bằng cái tên chuẩn của nó. Long Thừa, nghe tên rất là kinh khủng. Lưỡi dài vãi trưởng em ạ. Dòng này mắc sai của nó thì là nó rơi vào gần 2 mét. Và nó hoạt động thường thì hoạt động chỉ hoạt động ban ngày thôi anh em ạ. Nó không như các dòng khác. Đêm nó ngủ. Và nó lại là cùng dòng họ với cả rắn nước. Khá là màu này cũng khá là đẹp đấy. Mình thấy mình tìm hiểu thì là anh em cũng nhiều anh em bảo là dòng này thì là bé nó sẽ có màu ngà ngà vàng vàng này, nhưng mà sau lớn thì cái màu nó sẽ trắng ra hay sao, trắng kiểu trắng đục đục ra hay sao.
chung là nó là rắn giáo. Rắn giáo là giống cái hôm mà cái con rắn mà mình cầm mà ở quê ấy, mà ông bắt được ấy. Cái con đấy vẫn là bình thường đúng không? Ừ, đấy là giá bụng vàng. Ờ, giá bụng vàng. Anh em nào muốn sở hữu một bé rắn giáo như mình thì mình sẽ để đường link fanpage ở bên dưới. Cho anh em nào muốn sở hữu thì anh em hãy vào fanpage ở bên dưới và nhắn tin để được tư vấn rắn. Dòng này thì là nó sẽ có nhiều màu đột biến anh em ạ. Chủ yếu như là dòng như là Albino này, hay là có cả đột biến màu Black anh em nhé. Black dòng này thích vẽ trưởng luôn, đen xì nhưng mà mình không kiếm được. Đen xì hết người luôn, nó như kiểu King, King Select ấy. Như kiểu dòng King Select. Dòng đen thì khá đẹp. Mình sẽ cố siêu tầm thêm một bé long thừa màu đen nữa. Mình khá thích màu đen anh ạ, màu đen ngầu. Đen mắc ngầu luôn. Thì là nó có Black này, xong rồi Albino này, Ivory, có cả mốt Ivory anh em ạ. Ivory thì nó sẽ màu trắng. Bây giờ mình sẽ đi set up bể cho bé rắn long thừa này của mình vào trong cái rách rắn cũ của mình. Thì video trước mình cũng có giới thiệu cái rách rắn của mình nuôi được khá nhiều con đấy các bạn. Nếu mà rách bé này nuôi được mười mấy hai mươi con. Bây giờ mình sẽ đi set up cho tạo nó vào đây để mình set up chuồng cho con này. Bây giờ mình sẽ lót bằng gỗ thông anh em ạ. Mình cho một chút gỗ thông vào đây. Chân rắn anh em nuôi thì không nên lót mùn cưa nhé. Lót mùn cưa thì nó rắn nó dễ hít phải và nó ảnh hưởng đến cái hô hấp của rắn. Nó hít phải bụi mùn cưa anh em ạ. Đâu, mùn cưa là cái mùn mà để ấy cơ. Để mà cái long lan ấy, người ta hay trồng lan, người ta bán ấy. Bây giờ mình đi lấy nước á. Cái khay lốc, cái bát đi lốc này thì là mình sẽ cho thức ăn cho con rắn vào đây và để một góc. Thì là khi vào cho nó ăn thì mình sẽ cho vào bát. Thì là nó sẽ sạch, sạch cho rắn. Bọn này nó ăn khá sạch. Mình cũng có chuẩn bị trước một ít rong. Hay là gọi là dớm ấy. Để một góc. Nếu mà nó thích nằm, nó không thích nằm trong nước mà có thể nằm lên rong. Rong thì là mình sẽ để ẩm. Nó thích thì nó có thể nằm trực tiếp lên rong để nó tạo độ ẩm cho da và chuồng luôn. Đấy. Bây giờ mình đã set up xong cái chuồng cho bé rắn lông thừa của mình. Nghe cái tên quách luôn. Cũng vì cái tên đấy là mình mới bắt về để siêu tầm một bé. Đấy thì anh em có thể thấy là cái chuồng rắn của mình như thế nào. Để cho bé long thừa về nhà mới. Nào vào chuồng đi con. Này vẫn bé lắm. Sau này sau to lắm. Mắc sai gần 2 mét. Cũng không phải là to nhỉ. Gần 2 mét chẳng phải là to. Bình thường. Sai gọi là sai bình thường. Để anh em có thể thấy bé long thừa của mình về nhà mới. Đâu cứ dập dập ngủ mỡ mỡ nhỉ. Chuồng mới. Sau đó sẽ tìm hiểu. Đi tìm kiếm xem chuồng mới nó có những cái gì. Bây giờ mình sẽ đi đun nước nóng và giã đông chuột Binky đông lạnh để cho rắn long thừa của mình ăn và cũng cho con rắn ngô với ạ, rắn lục chúa của mình ăn luôn. Hôm vừa rồi mình cưa cho ăn, hôm nay mình mới cho ăn anh em ạ. Bây giờ mình đi chuẩn bị nước với cả chuột. Anh em thấy dưới đây là Binky đông lạnh anh em ạ. Binky này để đông lạnh. Thế nên là anh em đun nước nóng nhá, đun nước sôi nhá anh em nhá. Anh em thả cái túi chuột vào để khoảng tầm vài phút để cho giã đông con chuột này. Thì lúc đấy anh em sẽ thả háng thả và cho rắn ăn.
Thì mỗi lần ăn mình để cho nó cái bát nhôm này vào để cho nó ăn đông lạnh. Đông lạnh phải gắp cho nó ăn đấy nhỉ. Không để đi lâu mà nó không biết nó ra đây, nó không một chuồng mới, nó không biết ra ăn thì con mà thối bắt chuột đấy nhỉ. Mình sẽ gắp và để trước mặt nó xem là nó có tự ăn không. Đấy thì bây giờ mình sẽ gắp chuột và nhử cho con rắn long thừa của mình xem là nó có ăn không anh em nhé. Anh em theo dõi xem là nó ăn không. Đấy, anh em để thấy nó đang tập con chuột của mình. Đấy, nó ngoạc luôn. Biết thế cho nó ăn hai con, tầm có ba con lên. Tí nữa mình còn cho thêm con rắn ngô và rắn lục chúa của mình ăn. Thế là mình cầm có ba con. Đấy các bạn, thế là con rắn mới của mình về cái là nó táng luôn con chuột Pinky rồi. Thì anh em thấy video này hay thì hãy để cho mình một like và subscribe kênh. Và hãy comment ý tưởng ở bên dưới để mình có thể hướng dẫn anh em nuôi những con động vật được đẹp nhất và ưng ý nhất. Và anh em mình sẽ để đường link fanpage ở bên dưới. Anh em mà muốn siêu tầm bé bò sát hay là chăn rắn hay là rùa nào thì anh em có thể vào fanpage ở bên dưới phần mô tả và bình luận hay là nhắn tin vào fanpage thì sẽ có người trả lời cho anh em, tư vấn anh em. Chúc anh em có một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào.